Bên cày hồng, bên cày mùi kem, mùi kem, mùi dầu, trang kim, trang thì bây giờ chơi gì hả con? Lôi hết đồ của mẹ ra đây rồi. Ôi giời ơi, đổ hết ra đây rồi. À, để mẹ nhặt vô nào. Nhặt vô nhá, gấu nhặt vô cho mẹ nào. Đi nhặt vô nào. Nhìn lên. Ôi giời ơi, móng tay của Titi này. Đây. À John hả? À đây có bấm móng tay không nhỉ? Để mẹ bấm cho Titi luôn này, móng tay của Titi này. Trời ơi. Đây rồi. Bấm cho Ton à. Thế mẹ bấm cho Ton một cái nào. Rồi, sạch sẽ. Rồi đến lượt em đi tí nha. Thấy đi tí dài quá. Hai đứa lấy cái túi của mẹ này ở đâu ấy? Mẹ cắt rồi sao lấy được con? Son là tí nữa nó dính ra người là không lau rửa được đâu nha. Đẹp. Đẹp chưa? À đẹp. Đi làm gì mà thở vậy? Nghỉ quá. Rồi, tí đưa cái tay này ra mẹ con nào. Đừng có lấy hộp kem đấy ra nghe con. Đó, con mà nghịch là Titi cũng nghịch theo luôn đấy. Ý giời ơi, cái này đâu có bôi lên mặt con được. Nào, cắt vào đây cho mẹ nhá. Con chơi với Titi đi. Gấu, thử xem móng tay của gấu có tốt không? Để mẹ cắt luôn. Tốt. Tốt hả? Thế đi sao vậy? Đẹp. Đẹp, 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 đẹp. À. Để mẹ coi nào, mẹ coi móng tay của Titi nào. Để mẹ coi nào. Đẹp. Sạch sẽ chưa nào? Mẹ cắt đi ngồi. Đi ngồi lên đây mẹ cắt móng chân nha nào. Đấy. Trời ơi, chân của tôi. Đừng nghịch con. Gấu chờ mẹ một tí, mẹ cắt cho Titi xong rồi mẹ cắt cho gấu nha. Dạ mẹ con. Mẹ nghịch son của mẹ rồi, nghịch phấn của mẹ rồi. Nghịch cái gì? Nghịch đây. Bơi người nhau. Tí nào bôi cho Titi nhá. Trang điểm cho Titi nha. Điểm. Tí nào chị gấu lấy cái đồ đấy trang điểm cho Titi nha. Chân này nữa Titi.
Trời ơi, móng chân của Titi kinh quá. Ui, mua kem cho Titi. Trắng chưa? Trắng chưa? Sao lại bôi lên chân con? Đẹp. Đẹp quá. Đẹp lắm. Rồi. Đẹp lắm. Sạch sẽ. Đẹp. Đấy, sạch đẹp chưa? Thế chứ. Nào gấu ngồi xịt lại đây để mẹ cắt cho nào. Trời ơi cái tay nghịch. Ngồi xịt lại đây con. Ngồi xịt lại đây. Ngồi xịt lại đây cho đừng đỡ phải cúi cúi. Bàn tay chị gấu tốt quá. Đây. Trời ơi nghịch cái gì đây? Đi chân. Đi chân của ai? Đi chân mẹ. Được rồi sao lại đi chân mẹ? Đơn đi chân mẹ. Đi đánh đòn con nhá. Ui bận chưa? Ti giờ ấy, ti buồn ngủ à? Ti ngủ rồi con. Đây này con nào. À, ti nằm trong tay mẹ ngủ nhá. Đây, đây con nằm xuống đây. Nằm đây ngủ đi. Để cho Titi nằm đây để mẹ cắt cho chị gấu nha. Rồi Titi nằm xuống. Nằm ngủ đi. Nằm ngủ mẹ. Đi nằm ngủ nè mẹ. Con nói nhỏ thôi cho em ngủ chứ. Em ngủ là con phải nói nhỏ nghe chưa? Đưa móng tay đây mẹ cắt cho nào. Mà chị gấu đây. Đưa móng tay đây. Đó. Đây rồi. Đây. Nó nhỏ thôi. Đi đấy. Mẹ con cất cái đồ này vô nhá. Cất đồ này vô. Cất đồ vô cho em đi đi ngủ này. Mẹ mắt ngại. Đi ngủ đi con. Gracias.